Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay shop em vừa về hai chiếc ly rất là hot ở thời điểm hiện tại. Đó là chiếc ly Aquafade E305 và chiếc ly Luxman L505U còn nguyên điều khiển và dây nguồn zin. Chiếc ly Aquafade và chiếc ly Luxman này thì hai máy mới về, tình trạng là còn rất đẹp. Những anh em nào chơi Tannoy, BMW hay là JBL thì đây là một trong những cái sự lựa chọn rất vừa tầm tiền trong phân khúc giá là trên 40 triệu một chút. Thì chiếc ly 305 thì em đang bán là 42 triệu, 40 đến 42 tùy tình trạng và hình thức. Còn 505U có đầy đủ phụ kiện là bán 43 triệu từ 40 đến 43 tùy tình trạng và hình thức. Thì anh em nào chơi JBL, Tannoy, BMW thì hai chiếc ly này là hai sự lựa chọn rất là phù hợp trong tầm giá là trên 40 triệu một chút. Với thiết kế thì em đã giới thiệu rất nhiều về hai chiếc ly rồi. Thì mặt nhôm phay bên trên đều là mặt bạc này, đồng hồ vu. Em sẽ quay cận cảnh để anh em cùng xem nhé. Với đồng hồ mu và đèn màu xanh rất là đẹp. Chiếc ly này thì chúng ta sẽ điều chỉnh bát chép ở bên dưới này, bên trong cái cửa ben này. Cả hai chiếc đi đều có thể phối ghép được với hai cặp loa và đánh bi quay rất tốt. Aquafade có công suất tiêu thụ là 310W. Đời đau